Rồi, ok, hello các em, và chào mừng các em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ lại đến với một con game người que mới xuất hiện trên Steam. Con game này mình đã mua cách đây khoảng tháng rồi, chưa có thời gian chơi. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại đến một con game có tên là The Stickman Henry Collection. Và phần đầu tiên mà chúng ta sẽ chơi đó chính là Breaking the Bank. Chúng ta sẽ lại tiến vào ngân hàng và để ăn trộm cái gì đấy. Thử cái nhá, để xem là con game người que mà bán ở trên Steam ấy nó sẽ khác gì so với cái con game người que mà chúng ta hay chơi miễn phí ở trên các cái trang web ấy, thì nó sẽ như thế nào. Thử cái nhá. Mình nghĩ là nó sẽ xịn sò hơn. Ok. Breaking Bone Malay Seret anh em ạ. Cái gì đây? Wow. Trốn ở trong cái bao tải tiền anh em. Nào, đào bên dưới sẽ đào. Chúng ta sẽ thử đào nhá. Điều đẹp vậy bạn. Đào hơi bị nhanh anh em ạ. Có gì đó, có biến gì đó. Gas Man. Ôi ôi, thôi hỏng. Đào đúng vào cái đường ống dẫn ga, nó chẳng nổ cho. Fail rồi anh em ạ. Chơi lại xem nào. Có một điều là giữa cái sa mạc này móc đâu ra lắm bom nhỉ? Rồi, okay. Anh em thấy không? Sau quả nổ kinh thiên động địa như thế mà cái ngân hàng này nó vẫn còn tồn tại cơ anh em ạ. Teleport chưa nào? Cái này rất là hay. Đấy, chúng ta sẽ được dịch chuyển. Nhưng mà nếu mà dịch chuyển fail ấy là sẽ bị dính vào tường. Vẫn fail. Chúng ta đã fail 3 trên 5 rồi anh em ạ. Lá xé. Wow. Ngoài mẹ tường nó dày vãi cả lìn đấy anh em ơi. Nhờ. Đúng là tường của mẹ ngân hàng của khác. Làm Wrecking Ball. What the hell? À, hãy lùi lại. Rồi, ok, hãy lùi lại. Vẫn fail anh em ạ. Fail 5 trên 5 rồi đấy. Được rồi. Sử dụng cái cuối là chúng ta sẽ trốn vào trong bao tải tiền. Đấy, giả vờ là một bao tải tiền nằm ở giữa đường. Đó, hai thằng đấy là hai thằng vận chuyển tiền và nó nghĩ là nó đã đánh rơi một cái bọc tiền xuống và nó đã quyết định là lấy lên và để lại đằng sau. Đấy. Nào, mở cửa lên. Ok. Shit. Chúng ta bị vứt vào trong một đống rất nhiều bao tải tiền và mình cảm giác kia nó giống như mấy cục shit vậy. Mày mẹ rồi, mình bị bắt anh em ạ. Bị phát hiện rồi. Để xem có biến gì không đây. FC Power Bột Escaping giờ cái gì đấy chưa kịp đọc mẹ nó rồi. À, mình bị bắt và bây giờ mình phải trốn khỏi tù anh em ạ. À, nó dám cười vào mặt mình à. Các con đi trộm tù à, mày sẽ chết. Đây là một gói hàng được gửi cho mày. Hãy kiểm tra nó đi. Hình như thằng này nó hỏi là mẹ cậu đã kiểm tra túi hàng khi ra cho hắn chưa. Thì thằng này nó bảo là như tôi quên. Chỉ là một cái bánh sinh nhật thôi anh em ạ. Thực ra nó không phải một bánh sinh nhật. Chỉ là bánh. Ở trong một cái bánh sinh nhật mà nó có rất nhiều thứ. Nó có cả rocket hụt dở à. Nước. Thử cái này đây, cái rũa. Chúng ta sẽ thử cái rũa trước nhé. Anh em muốn mình rũa ở đâu? Rũa vào cái thanh sắt trên cửa hay là rũa vào cửa sổ? Rũa từng cái một. Oh. Ui, click. Ui, mẹ cái này nhờ. Lại. Click. Mày ngu à. Đâu có thằng nào không? Click. Mày ngu à. Ồ, có hai thằng đệ nó ra anh em ạ. Quả này mình phải làm gì đây? Có cần click gì không? Đây, chúng ta có hai thứ. Đầu tiên là quả bom để tự sát à? Không được. Dùng cái ghế này xem nào. À, trèo lên đường ống ạ. Ok. Đi sang bên trái hay đi sang bên phải? Mình có 10 ngón tay, mình sẽ trái phải. Đi bên phải. Ôi, trèo lên được tầng thượng rồi. Hợp lý. Bây giờ chúng ta chơi cái gì đây? Parachute. Parachute là có một cái hộp. Jetpack là để cái tên lửa bay đi không? Rope
là mình sẽ bắn cái này, cái dây cắm vào đâu đấy và mình có thể sẽ đu dây. Còn cái này là cái hút bồn cầu. Thử cái này trước xem nào. Khá là dính đấy anh ạ. À hút được. Hút ngon. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Mình đã trốn khỏi được cái nhà tù rồi, phát cả loại ạ. Dễ hơi quá đấy, ấn phát ăn luôn anh em ạ. Ok, mình đã trốn được rồi. Ending là mới chỉ là 1 trên 3 thôi. Uniqua fails 1/8. Hãy thử quay lại màn cuối. Mình sẽ thử chơi cái dép bạch này sẽ như thế nào nhé. Ui. Ui. Ui ui ui. Ui. Được thật sự anh em ạ. Sau khi gọi là bay rất vòng vèo thì chúng ta lại bay đúng về cái chỗ mà mình bị giam. Đỉnh. À nhảy dù à. À chơi trò nhảy dù anh em ạ. Ô. Ít ra thằng này thì nó cũng phải phân biệt được đâu là túi nhảy dù và đâu là túi để đựng đồ chứ. Nào, thử bắn cái rope xem nào. Ngon. Ui, cháy tay không được anh em ạ. Vứt. Ê, hình như vẫn được. Vẫn sống. Oh, không được anh em ạ. Quả đấy hơi đen. Nếu như mà mình rơi xuống chỗ khác thì biết đâu đấy đúng không? Như vậy là bàn cuối chúng ta đã quẩy xong. Và hiện tại mới chỉ là 1 trên 3 ending thôi. Chúng ta sẽ thử lại nhé. Vậy chúng ta sẽ thử chọn lại nhé. Mình sẽ thử chọn cái The View để xem là khoan xuống dưới đi. Máy khoan tay anh em. Điều. Mình khoan xuống phòng vệ sinh. Chúng ta có hai cái, một là cái nệ cửa, hai là cái opacitron. Không biết cái là cái gì, thử đây. Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đúng. Nếu như chúng ta gạt sang bên phải, mình sẽ có thể đi xuyên kiểu xuyên cái vật chất ấy. Nhưng mà cảm giác như khi xuyên vật chất thì mình có thể xuyên được xuống cả lõi địa cầu luôn. Thế đây là không hợp lý lắm. Dùng cái này đi. À bậy cái nắp này ra, ok. Lại chui xuống đường ống. À kìa. Chạy đúng rồi, chạy. Mình phải làm gì không? Né. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. À né xuống dưới nha anh em. Fletchy. Chúng ta sẽ né xuống dưới. Né xuống dưới. Úi dồi ôi, hợp lý luôn. Làm gì đây? Chết bỏ mẹ nó cầm súng cũng đuổi ạ. À? À có cửa. Né sang bên này. Úi không được rồi. Cố lên nào. Mình sẽ ấn lại nhá. Phát vào đấy như là mình ấn trượt hay sao ấy. Nào né nào. Né. Vẫn không được ạ. Sàn nhà trơn quà. Vậy thì ấn lại đi. Chúng ta sẽ ấn thẳng đi xem nào. Mà tại sao chúng nó cầm súng đuổi mình, nó không bắn mình nhỉ? Mẹ ơi. Bị cường vậy. À, vẫn có một thằng chặn cổng. Ok, chúng nó chơi chiến thuật gọi là răng lưới hoặc là răng bẫy đấy anh em ạ. Ui đù, một đấu với mấy đây? Một đấu bảy. Click. Mẹ nhanh thế. Lại. Nó nhanh quá anh em ạ. Quả lại click luôn này. Quả lại click sẵn luôn anh em. Đấy. Ui dù, ui. Ui, cầm được viên đạn luôn á. Phim Ấn Độ à? Người que phiên bản phim Ấn Độ anh em ạ. Rất tự tin. Tàng. Thằng này chắc mới vào việc, kiểu sợ đái ra máu. Hê hey. Gì ui. Đúng nhạc Ấn Độ luôn anh em nhở. Được rồi, và như vậy là chúng ta đã có hai cái ending. Bây giờ mình sẽ còn bốn cái còn lại. Chúng ta sẽ thử xem là sẽ còn cái nào có thể dùng làm ending được không nhá. Chúng ta có 3 ending cơ. Gọi là chúng ta sẽ uống nước NRG vào. Chắc là nó sẽ kiểu trâu bò hơn. Hay là mình sẽ nhanh hơn. Ui. Khỏe thế. Thời gian ngưng động à? Hay là như nào? Hay là do mình quá nhanh? À!
là do mình quá nhanh đấy anh em ạ. Mọi người vẫn đang hoạt động rất bình thường nhưng mà là do mình nhanh quá, kiểu siêu nhân đấy. Sao đấy? Ui được bố mẹ rồi, nước có độc, không được nhá. Rechi Teleporter ra nào. Vãi cả nhà nè. Chúng ta được biến đi đâu không biến, biến ngay ra đúng trường bắn. Thế biết cay. Rocket, 1 giờ. Quả xịn thế. Hợp lý phết nhở. Ui vẫn không được anh em ạ. Saphonet, gọi điện thoại cho người thân. Jackie White. Ok chúng ta đang nhắn địa chỉ cho nó hay là như nào. Ông bỏ mẹ rồi, mình bị đưa ra tòa rồi anh em ạ. 2000 years later. Sau một hồi cãi nhau thì mình đã được phán là vô tội. Ê, và mình đã thắng được rồi anh em ạ. Hợp lý phết. Điều hấp dẫn vậy. Ok, và tập 2 lần sau chúng ta sẽ đi cướp một viên kim cương siêu to khổng lồ. Ok, hẹn anh em ở video sau chúng ta sẽ cùng nhau đi cướp tiếp cái viên kim cương này. Còn hiện tại tạm thời thì nghĩ là mình sẽ kết thúc video này ở đây. Tập lần sau là chúng ta sẽ đi ăn cắp kim cương ở trong một cái phòng trưng bày gì gì đấy rất là khủng khiếp như này, có nhân viên an ninh. Mình thì đang đứng ở ngoài và nhìn vào để chuẩn bị gọi là cái hướng đi để ăn trộm. Ok, rồi thì hẹn gặp lại các em video sau và xin nhắc lại với các em con game này có tên là The Stickman Henry Collection. Thì đây là một con game mới ra mắt ở trên Steam. Mình thấy nó cũng khá là ok và cũng có một chút gì đó quen thuộc với mấy cái con game người quen mà mình đã từng chơi rồi. Nhưng mà dù sao thì mình cảm thấy nó đẹp mắt hơn, đồ họa nó ngon lành hơn. Thế nên là chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chơi để xem là nó có cái gì mới hay không, ok? Rồi và nếu như em thích con game này đừng quên là nhấn like cho video này và nhớ là đăng ký kênh ủng hộ mình sớm đạt được 1.100.000 đăng ký nha. Còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.